Trong hai ngày 15 và 16 tháng 3, giải siêu marathon Đà Lạt Ultra Trail lần thứ 6 năm 2024 đã chính thức khởi tranh ở các cự ly tại thành phố Đà Lạt. Giải do Công ty Cổ phần Việt Nam MTB Suri phù hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Các nội dung siêu marathon 112 km, marathon 75 km, 55 km và 25 km đã chính thức khởi tranh tại thung lũng Tình Yêu. Trong đó cự ly 112 km có trên 330 vận động viên, cự ly 75 km có 355 vận động viên, cự ly 55 km gần 1.000 vận động viên và gần 1.800 vận động viên ở cự ly 25 km. Theo ban tổ chức, về chất lượng, giải năm nay hứa hẹn một cuộc đua căng thẳng, quyết liệt và hấp dẫn khi các vận động viên đều có sự đầu tư chuẩn bị kỹ càng khi tham gia thi đấu. Trong đó có 261 vận động viên nước ngoài đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ. Đây là sân chơi hấp dẫn với những người đam mê chinh phục địa hình trong nước cũng như quốc tế. Không chỉ thách thức giới hạn của các vận động viên, giải đấu còn nỗ lực lan tỏa những thông điệp tích cực, truyền đi cảm hứng về khát khao vươn tới đỉnh cao, tinh thần của những người chinh phục thực thụ. Hiện nay công tác an ninh an toàn vẫn đang được ban tổ chức tăng cường trong phạm vi toàn bộ các cự ly thi đấu. Ngày 17 tháng 3 sẽ tiếp tục xuất phát các cự ly 25 km, 15 km và 5 km, đồng thời bế mạc và trao giải tại khu du lịch Thung lũng Tình Yêu, thành phố Đà Lạt.